Đừng, đừng mà, đừng làm hại con tôi. Đứa bé này sẽ gặp quả sát thân vào năm 20 tuổi. Chỉ khi nó ở cạnh ta thì mới lánh khỏi kiếp nạn. Hãy nhớ, hãy nhớ, hãy nhớ. Đừng, đừng mà, đừng. Mẫu thân, mẫu thân. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, may quá, con không sao. Mẫu thân gặp ác mộng hả? Ta không phải gặp ác mộng, là ta đang lo cho con. Lo cho con? Tại sao mẫu thân lại lo cho con? Ta... Mẫu thân đừng giấu con nữa, mẫu thân hãy kể cho con nghe đi. Chuyện là chàng xem con bé giống hệt chàng vậy. Không, ta thấy nó giống nàng nhiều hơn. Cực khổ cho nàng nhiều rồi. Bà đến đây làm gì? Đứa bé này sẽ gặp quả sát thân vào năm 20 tuổi. Chỉ khi nào nó ở cạnh ta thì mới lánh khỏi kiếp nạn. Hãy nhớ, hãy nhớ. Tại sao, tại sao con bé chỉ vừa chào đời mà bà lại nói những lời nguyền rủa nó đến như vậy? Dù sao nó cũng là máu mủ, là ruột thịt của bà đó. Ta đã học được thuật tiên đoán và không bao giờ sai lệch. Nếu các ngươi làm trái lời ta thì đừng có trách. Năm xưa bà cũng dùng thuật tiên đoán cho rằng tôi là người xui xẻo, nên bà đã ép gả tôi cho một người xa lạ, mặc kệ những lời tôi khóc lóc cầu xin. Cũng may, cũng may Lam Quân là một người tốt, nếu không cuộc đời tôi sẽ ra sao? Bây giờ bà lại dùng thuật tiên đoán để muốn chia rẽ tình mẫu tử thiêng liêng của tôi. Thật ra là bà muốn gì? Bà làm vậy để được gì? Bà nói đi. Những gì cần nói ta đã nói. Nếu các người làm trái lời ta thì mọi hậu quả các người đừng có trách ta. Tại sao không báo trước? Nhạc mẫu, nàng đang nghĩ đến những lời mà nhạc mẫu vừa nói à? Ta nghĩ là bà ấy chỉ đoán đại thôi, nàng đừng có bận tâm. Bà ấy luôn tin vào đạo thuật. Từ khi phụ thân qua đời, bà ấy luôn lạnh nhạt với thiếp, cho rằng thiếp là người mang lại xui xẻo khiến cho phụ thân mất mạng. Bây giờ bà ấy còn luôn nói những lời cay nghiệt với cả con của thiếp nữa. Nàng đừng có suy nghĩ nhiều quá. Lời tiên đoán thì chưa chắc là đúng. Với lại nhạc mẫu đạo thuật chưa tinh thông, ta nghĩ là chúng ta không nên tin vào những lời nói du dơ đó. Thôi không sao đâu, ta nghĩ chắc là không sao đâu. Nếu như lời tiên đoán của bà là đúng, vậy thì sắp tới con sẽ gặp chuyện chẳng lành. Hèn gì dạo này mẫu thân cứ không yên giấc. Chuyện này đã canh cánh trong lòng ta gần 20 năm qua. Không phải vì ta tin và ta sợ những lời tiên tri, mà là ta lo cho bà ấy sẽ ngày càng cuồng quẫn vào đạo thuật khiến mình sẽ mất mạng. Phải chăng mẫu thân rất nhớ và lo lắng cho bà? Ta... Dù sao bà ấy cũng là người mang nặng đẻ đau ra ta. Không lẽ ta để cho bà ấy cô đơn tuổi già bóng xế? Nhưng làm sao ta để cho bà ấy hiểu được rằng ngày đêm đuổi theo tà thuật sẽ làm hao mòn nguyên khí? Mẫu thân vì lo lắng là tiên tri của bà ngoại trở thành sự thật, phần vì nhớ thương bà nên mới sinh ra tâm bệnh. Hay ta đến ở với bà để mẫu thân được vui lòng, biết đâu tâm bệnh của mẫu thân sẽ khỏi.
Mẫu thân, nếu người đồng ý thì cho phép con đến nhà bà ngoại ở một thời gian. Ta... Đi chậm vậy con mệt hả? Dạ không. Không thì đi lẹ đi nắng. Đi vô đây. Nè, giường đây là của con, còn trong kia là của ta. Tuyệt đối nếu ta chưa cho phép thì không được vào bên trong, nghe chưa? Dạ rõ. Bây giờ để đồ đạc đó đi, nghỉ ngơi rồi đi nấu cơm. Khi nào cơm chín kêu ta nghe. Dạ. Tuyệt đối ta chưa cho phép thì không được vào đây, nghe chưa? Dạ. Sao nhà của bà đáng sợ quá. Bà ngoại ơi, ra ăn cơm. Ngoại ơi ngoại, đâu rồi ta? Ngày đêm tôi nhớ ông nhiều lắm. Khi nào thì ông trở về để gia đình mình được đoàn tụ hả ông? Ngoại ơi, ngoại, ra ăn cơm ngoại ơi. Ôi, ai cho phép nhà ngươi mở cửa phòng ta? Tại lúc nãy con gọi bà ra ăn cơm nhưng mà không thấy bà lên tiếng nên con mới mở cái gì. Lần sau không được phép như vậy nữa, nghe rõ chưa? Dạ. Sao không ăn cơm đi, đứng đó. Bà ngoại đáng sợ quá. Chẳng trách sao mà mẫu thân ta không thể gần gũi được. Nhưng mà người bấy nói chuyện là ai, khó hiểu quá. Còn đứng đó, ăn cơm đi. Dạ. Dạ mời bà. Tiểu Thanh, mỗi ngày con phụ ta mang cơm đến căn nhà trên núi cho một người đàn ông. Nhớ căn nhà đó nằm dưới gốc cây nha con. Đi đường này hay đi đường này ta? Chắc là đi đường này quá. Nhà không ạ? Cho hỏi có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không ạ? Cho hỏi có ai ở nhà không? Ai vậy? Dạ. Con, dạ con là Tiểu Thanh. Bà ngoại sai con đem cơm đến cho ông ạ. Bộ ta già lắm hay sao mà cô nương gọi ta là ông?
Không ngờ người thường xuyên trò chuyện với bà ngoại ta lại là một nam nhân trẻ tuổi như vậy. Ta thường nghe huynh nói chuyện với bà ngoại ta, ta tưởng huynh là bằng hữu của bà ngoại, nên là... Ta tên là Vương Tuấn, năm nay ta 25 tuổi. Ta là Tiểu Thanh, 3 ngày nữa là sinh thần thứ 20 của ta. Vậy là 3 ngày nữa nàng sẽ tròn 20 tuổi. Ta mạn phép hỏi nàng sinh vào giờ nào? Ta sinh vào giờ Sửu, ngày Sửu, tháng Sửu. Nè, cơm của huynh nè. Đa tạ cô nương. Tiểu Thanh, con đi đâu đó? Dạ, con ra suối dạo chơi. Mùa này trời mưa, đường ngoài suối trơn trợt, con ra ngoài đó dễ ngã lắm, đi vô nhà. Con, nhưng mà bà ơi, hôm nay là ngày sinh thần của con, con muốn ra suối hái một ít hoa. Chưa qua khỏi giờ sinh thần, con không được đi đâu hết nếu ta chưa cho phép. Đi vô nhà. Bà, nhưng mà... Bà... Đi mà bà... Ta nói không được. Xin chào bà. Ngươi là ai vậy? Tiểu bối họ Vương, tên Tuấn. Ngày hôm nay cô đến đây là mong muốn được cầu thân với Tiểu Thanh cô nương. Mong là bà chấp thuận. Huynh muốn cưới muội thật sao? Đúng vậy. Từ lần đầu tiên mà ta gặp nàng, ta đã biết là ông Tơ bà Nguyệt đã xây duyên cho hai ta thành luôn. Đây là ngày hôm nay ta quyết định đến đây để cầu thân với nàng. Không, ta không đồng ý. Ta không đồng ý gả Tiểu Thanh cho nhà ngươi. Đưa đi về đi. Bà, hạnh phúc của con sao bà tự ý quyết định như vậy được? Tiểu Thành, sự hôn phối của con trẻ là do cha mẹ định đoạt, con không có tùy tiện như vậy. Huống hồ gì ta chưa biết bát tự của hai người hung khắc ra sao, làm sao mà đồng ý tùy tiện như vậy được ha? Đi vô nhà. Bà lúc nào cũng làm theo ý mình hết, rồi còn bị tà thuật làm cho ô muội nữa. Hôm nay Người dám nói chuyện với ta như vậy sao? Đúng là mẹ nào con nấy mà. Mẫu thân của con nói đúng mà. Bà là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi à. Người dù bà có đồng ý hay là không, thì con chỉ muốn gả cho Vương Tuấn thôi. Tiểu Thanh Tiểu Thanh, trời ơi, đừng lại đó! Tiểu Thanh! Trời ơi! Nàng không nên cãi nhau với bà ngoại. Tại bà quá đáng trước mà. Không lẽ bác tự hai ta không hợp, mình sẽ chia cách? Được rồi, đừng có giận nữa. Sau này, nàng ở lại đây với ta, được không? Được, muội sẽ mãi mãi ở bên cạnh huynh. Tiểu Thanh, tránh ra! Bà ngoại, hiện nguyên hình! Bà làm gì vậy? Đạo thuật của bà không tệ, bà không phải là một bà đồng tâm thương. Quỷ kia, ta đã tuyên đoán trước được là
sẽ có một con quỷ muốn cưới cháu gái ta. Quả nhiên, chính ngươi là con quỷ đó. Chẳng phải là nhờ bà ta mới có được mối lương duyên này hay sao? Chính bà đã kêu Tiểu Thanh mang cơm tới cho ta thì ta mới gặp được nàng. Thật may, bát tự ngày tháng năm sinh của nàng lại trùng với bát tự của ta, và chỉ có nàng mới giúp ta hoàn dương được mà thôi. Câm mồm! Ngươi đừng có nói tầm bậy. Bà không tin á thì cứ hỏi cháu gái của bà đi. Tiểu Thanh, có thật là trong mấy ngày qua ngươi đã đem cơm cho hắn ta không? Dạ. Dạ. Dạ phải. Hỏng hết rồi. Hỏng hết rồi. Tại sao? Tại sao ta nói ngươi rẽ tay phải mà ngươi lại rẽ tay trái? Đi vào ngôi mộ của hắn ta, ngươi đã không đem cơm cho ông ngoại mà đem cơm qua nhà của hắn ta. Tại sao? Ông ngoại, đem cơm cho ông ngoại. Nhưng mà mẫu thân con đã nói là ông ngoại mất rồi mà. Ngươi không được nói tầm bậy. Ông ngoại ngươi vẫn còn sống và vẫn nói chuyện với ta hàng ngày. Ngươi có hiểu không? Có hiểu không? Thì ra kiếp nạn của Tiểu Thanh là do chính ta tạo ra. Quỷ kia, ta sẽ không để ngươi cưới cháu gái ta đâu. Ta sẽ giết nhà ngươi. Bà sẽ không có giết ta đâu. Nếu như ta đoán không lầm, ngôi nhà mà bà sai Tiểu Thanh mang cơm đến chính là nơi chỗ phu quân của bà. Ngươi? Hả? Có thật như vậy không bà ngoại? Nếu bà đồng ý gả cháu gái của bà cho ta, ta sẽ giúp phu quân của bà được hoàn dương. Vì ta biết thân xác của ông ấy chưa bị tiêu hủy, bởi vì bà vốn dùng tà thuật để làm cho thân xác ông ấy không bị thối rữa trong mấy chục năm qua. Ngươi? Hả? Ngoại, có phải như vậy không ngoại? Ngoại, ngoại, con xin bà mà. Bà ơi, bà đừng có gả con cho quỷ dữ mà bà. Bà ơi, ta đã quyết ngươi khỏi giáng sinh. Chính miệng bà đã nói là bà sẽ giúp con vượt qua kiếp nạn 20 tuổi. Sao bây giờ bà lại gả con cho quỷ dữ? Bà, con xin bà, bà đừng có gả con cho quỷ dữ mà bà. Nhưng ta không chấp nhận. Ta phải mất phu quân của ta. Nhưng mà ông ngoại đã mất rồi, sao bà cứ vướng bận người mất làm gì? Con và mẫu thân của con là người thân của bà mà. Nhưng mà ta đã quyết. Ta đã đón tân nương của ta, nàng mau đi theo ta. Không, con không muốn gả cho quỷ đâu ngoại. Ngoại, ngoại, đi, đi. Bà ơi, bà cứu con đi ngoại. Con không muốn gả cho đi quỷ cho đâu ngoại. Ngoại, quỷ kia, buông ra, quỷ trả cháu gái lại cho ta. Qua đây với ngoại, về đây với ngoại. Bà suy nghĩ kỹ lại đi, bà không còn nhiều thời gian nữa đâu. Ông ấy sẽ không có chờ được nữa đâu. Nếu mà phu quân ta mà biết được mạng sống của mình phải đánh đổi cả cuộc đời của cháu gái, ông ấy sẽ không tha thứ cho ta đâu. Trả cháu gái lại đây. Trả cháu gái lại đây cho ta. Trả lại đây. Ta không cứu người đâu. Đứng lại. Là bà tự tìm lấy cái chết. Có ta ở đây, ngươi đừng bao giờ đụng vào nương tử và cháu ngoại của ta. Phu quân,
phu quân. Ngoại, đây là... Đây là ông ngoại của con đó. Phu quân, mấy mươi năm qua rồi, tôi chỉ được gặp ông qua cái bóng. Hôm nay tôi mới thấy dung mạo của ông. Ông vẫn như vậy không thay đổi. Linh hồn thì không thể nào già đi. Còn tôi, chỉ có mình tôi già thôi. Bà đừng nói như vậy. Trong lòng của tôi, lúc nào bà cũng là một người phụ nữ đẹp người đẹp nết. Tiểu Thanh, con đừng quan trách bà ngoại của mình. Tất cả những việc làm của bà ấy là cũng chỉ vì muốn giúp cho ông được hồi sinh mà thôi. Dạ ông ngoại. Trước đây ông và bà ngoại của con đều là pháp sư, diệt yêu trừ ma. Trong một lần trừ diệt yêu chúa, vì muốn cứu mạng bà ngoại con mà ông đã mất mạng. Cho nên mấy mươi năm qua, bà ngoại của con không ngừng nghiên cứu đạo pháp, một lòng muốn giúp cho ông được hồi sinh thôi đó con. Chính vì vậy mà bà ngoại đã bỏ bê mẫu thân của con, và cho rằng cái chết của ông ngoại là do mẫu thân con gây ra, do bát tự của hai người xung khắc. Tiểu Thanh, sau khi ông ngoại con qua đời, bà ngoại suốt ngày cứ nhốt mình ở trong phòng khóc than buồn khổ, mà cố chấp vào cái chết của ông ấy. Bà biết không, vì tôi không muốn bà đau lòng, cho nên hằng ngày tôi đều hiện về để trò chuyện với bà. Nhưng mà không ngờ việc làm của tôi lại khiến cho bà suy nghĩ lệch lạc. Bà bất chấp tất cả, bà làm đủ mọi cách làm cho tôi được hồi sinh. Như vậy là cố chấp đó bà. Bà đã cố chấp mấy chục năm nay rồi, đã tới lúc bà phải buông bỏ rồi đó. Phu quân, Nhưng tôi không muốn mất ông. Tôi... Bà không phải là muốn cứu sống tôi, mà thật ra bà đang giam cầm tôi đó, bà hiểu không? Tôi nói cho bà biết, tôi đã phạm phải một việc rất là nghiêm trọng. Đó là luật của cõi âm. Nếu mà vẫn tiếp tục như vậy thì tôi sẽ bị đọa vào ngạ quỷ, vĩnh viễn không được siêu sinh đó bà. Còn bà, cũng chỉ vì bà uất hận trước cái chết của tôi mà bao nhiêu chuyện bà đều dồn hết vào trong người con gái của mình. Con gái của mình nó rất đau khổ đó bà biết không, khiến nó lâm chứng bệnh trầm kha. Bà phải bỏ đi, nếu không thì không phải bà mất tôi đâu, mà bà còn mất luôn cả con gái và cháu ngoại của mình nữa đó bà. Phu quân, ông nói sao? Con gái của chúng ta bị bệnh, nó bị sao? Nó bị sao? Nó sắp lìa đời hả? Trời ơi, bà đã phí hoài mấy chục năm về những quan niệm sai lầm của mình, đã tới lúc bà phải buông bỏ rồi đó. Trở về với thực tại đi bà. Con người ta đau khổ nhất chính là cái chuyện này đó. Bây giờ bà phải sống thật vui vẻ bên cạnh con gái và cháu ngoại của mình, như vậy tôi mới yên lòng ra đi, bà có hiểu không? Quân, trước giờ con và mẫu thân chưa bao giờ oán trách bà. Mẫu thân con rất là lo lắng cho bà và sai con đến đây để chăm sóc cho bà. Tiểu Thanh, Thì ra mọi chuyện đều đã có sắp đặt sẵn hết. Không ngờ kiếp nạn của Tiểu Thanh đó chính là chìa khóa để hóa giải chấp niệm của bà. Tiểu Thanh, tôi nói cho bà nghe, duyên của chúng ta kiếp này đã tận, bà đừng có níu giữ nữa. Đó là đau khổ lớn nhất của đời người, bà phải buông bỏ đi, trở về với thực tại. Mong rằng kiếp sau nếu có duyên nợ, chúng ta sẽ gặp lại. Phu quân, ông ngoại. Phu quân, phu quân.
thân, mẫu thân, con đưa ai về thăm người nè? Con gái. Mẫu thân. Tiểu Thanh. Con gái của ta. Con gái. Ta đã về với con. Hãy tha thứ cho ta. Bao năm qua ta đã không làm tròn trách nhiệm làm mẹ với con. Mẫu thân, xin người được nói như vậy. Xin người hãy để cho con được phụng dưỡng, cho con cơ hội được báo hiếu cho người nha mẫu thân. Con. Không có tình thương nào thiêng liêng bằng tình mẫu tử, và không có lỗi lầm nào không được tha thứ nếu chúng ta biết cảm thông với lỗi lầm của người khác. Ê mọi người, lại đây xem nè. Có chuyện gì vậy anh Tý? Lại đây xem nè, mọi người xem mấy cái lá cây này đi. Tôi thấy nó y như mô tả của lão nâu. Lá cây này dài cả nửa gang tay. Có mùi thơm nhẹ. Có vị cát, nhưng mà ăn nhiều có vị ngọt. Đúng rồi, đúng rồi mọi người ơi. Đây quả là lá thuốc mà lão nô kêu chúng ta vô khu rừng này tìm. Có được lá thuốc này thì bệnh nâu nhọt của các bà con trong làng sẽ có hy vọng chữa lành rồi. Vậy thì tụi mình tìm đường nhanh nhanh đi lên trên đó để còn hái lá thuốc đem về cho dân làng mình nữa. Đi nhanh lên mọi người, nhanh lên, nhanh lên. Ê, cái cây đâu có mà đó. Khúc cây đâu có mà đó. Quăng nó xuống dưới đi. Quăng nó xuống dưới đi. Quăng nó xuống dưới đi. Xin hãy dừng tay, tôi là xà nữ. Tôi đã tu luyện hàng ngàn năm ở trong khu rừng này. Sở dĩ các bạn có thể nghe được tiếng của tôi do các bạn đang giữ cây sáo thần kỳ. Có thật không? Cây sáo thần? Làm sao để chúng tôi có thể tin lời của tỷ? Người đang giữ được cây sáo thần có thể nghe được tiếng của muôn loài, kể cả linh hồn và con người. Đặc biệt, nó có thể biến ước mơ của người đang sở hữu nó thành hiện thực. Vậy chúng tôi sẽ đem cây sáo thần này về để cứu giúp dân làng. Làng của chúng tôi bị một lời nguyền của quỷ, bệnh tật, đói khát, tràn lan. Để làm được việc đó, đầu tiên các bạn phải giải thoát những linh hồn đang bị quỷ dữ giam giữ ở khu rừng này. Tại sao các linh hồn đó lại bị tên quỷ giam giữ? Vì họ là những linh hồn yếu đuối, họ không dám chống lại lẽ phải nên mới bị quỷ dữ thâu tóm. Vì muốn thống trị muôn loài, chúng đã hút hết linh khí của những linh hồn, biến họ thành nô lệ để phục tùng cho chúng. Và khi có được cây sáo thần, những linh hồn sẽ trở nên mạnh hơn và có thể chống lại muôn loài, kể cả con người. Thứ chúng muốn hướng đến là cây sáo thần. Vậy cô cũng là linh hồn, tại sao cô không bị tên quỷ bắt đi? Vì tôi có tinh khí tu luyện, không yếu đuối như những linh hồn khác. Nhưng loài rắn quả thật đáng sợ mà, luôn cắn người ta và truyền nọc độc khiến người ta phải bỏ mạng. Loài thú cũng như con người cũng biết phân biệt người tốt và người xấu. Nếu các người không hại chúng tôi sẽ không cắn con người đâu. Vậy chúng tôi phải làm gì để giúp tỷ? Tôi bị một thợ săn giết. Họ đem xác của tôi bán cho chủ quán dưới chân núi. Loài rắn chúng tôi chết phải được chôn xác thì mới chuyển sinh trong tiền kiếp. Bây giờ các bạn hãy lấy lại xác của tôi và chôn dưới gốc cây. Sau đó tôi sẽ chỉ cho các bạn cách đem cây sáo thần về mà không bị quỷ dữ chiếm lấy. Được, chúng ta đi tìm tên thợ săn. Thành quả của ta. Hôm nay không ngờ ta bắt được con rắn bự như vậy. Ơ, tưởng cắn được hả? Không có được đâu. Ôi, cái này hả? Con rắn này sẽ có một cái giá thiệt là kinh khủng luôn. Tên chủ quán rượu kỳ này á, coi như là hết có kèo giá với ta được rồi. Ủa, mới đây mà đâu mất tiêu rồi? Anh Lượm, em đã kêu anh là phải bám sát theo ổng mà.
Sao bây giờ anh lại để ổng đi hướng nào mà anh cũng không biết? Anh vừa nói vừa khát. Hôm qua đến giờ uống được có vài giọt nước, với lại trái cây trong rừng để lót dạ. Làm sao anh đuổi kịp hắn được? Hắn vừa cao to, dạm dở nữa. Thôi thôi đừng có cãi nhau nữa. Cứ cãi nhau rồi khi nào mới tìm được tên thợ săn? Với lại mà cứ lâu lâu như vậy á, một hồi á, xác của xà tỷ vô nồi cháo luôn bây giờ. Có nghe tin món cháo rắn bao giờ chưa? Ừ, đúng rồi đó. Xà tỷ yên tâm đi, chúng tôi sẽ tìm được xác cho tỷ. Sao tụi này nói chuyện kỳ lạ vậy? Thì ra ông là tên thợ săn đã bắn chết xà nữ rồi. Sao bắn chết rồi sao? Sao ông lại ông bắt những loài thú rừng vô tội như vậy? Nè, ông mau trả xác cho xà tỷ đi nha, không được có trách tôi. Cái đám ranh con này bày đặt giải đời lý sự hả? Loài rắn cũng là một sinh mệnh, tại sao ông có thể nhẫn nhơ như vậy chứ? Nếu mà ông không trả lại xác cho xà tỷ thì ông đừng có trách tôi, còn không cây sáo thần này sẽ trừng trị ông đó. Cái gì? Cái cây đó là cây sáo thần. Trời ơi, ba cái này là trò chơi con nít. Trời ơi, cái đám bay là đám con nít mà bà đặt sử dụng cái này để hù ông hả? Cái đám ranh con tụi bay nghe rõ đây, con rắn này là của ông bắt được. Bây giờ tránh đường ra cho ông đi, nghe rõ chưa? Ông muốn đấu không hả? Anh Lượng. Hổn hả? Bày đặt hả? Làm như ngon lắm hả? Mượn, lại con anh Lượm. Con anh có sao không? Ơi, con Trường. Anh Lượm, anh có sao không anh? Anh Lượm không sao. Anh lấy cây sáo điều khiển hắn nhanh lên, còn trả xác lại cho xà tỷ nữa. Điều khiển hả mày? Hỏi cây sáo thần, hãy làm cho anh thợ săn cười như đi như vậy. Hù, tao hả? Cái cây này mà làm cho tao cười hả? Dễ quá ha. Cái sáo thần điều khiển được hắn luôn rồi kìa. Công nhận anh Tý khéo bày trò ghê á. Lần này phải cho hắn một bài học nhớ đời mới được. gì vậy? Sao tự nhiên tôi cười hoài vậy? Hỏi cây sáo thần, hãy làm cho anh thợ săn dính chặt vào tảng đá. Cái gì vậy? Sao vậy? Ai kéo lại vậy? Tự nhiên sao lùi hoài vậy? Mình nè, kéo ra giùm coi. Kéo ra chứ phải lấy đồ. Đồ đó là của ông mà. Mình đi thôi. Nè, đi đâu vậy? Mấy đứa ơi, bỏ đi đâu vậy? Chúng tôi đã chôn cái xác của tỷ đàng hoàng. Bây giờ tỷ hãy chuyển sinh và đầu thai thành người. Kiếp này tỷ đã tu luyện đắc đạo. Tạ ơn các bạn. Các bạn đúng là những đứa trẻ vừa tốt bụng vừa dũng cảm. Các bạn xứng đáng có được cây sáo thần. Hãy đi vào rừng sâu tìm cây cổ thụ linh thiêng để giải cứu những linh hồn đang bị quỷ dữ giam giữ. Các bạn nên nhớ, sáo thần chỉ dùng để cứu người, chứ đừng làm việc xấu. Cây sáo thần sẽ không còn linh nghiệm nữa. Sao khu rừng này không có một tiếng động nào cả? Kỳ lạ quá. Em cũng thấy vậy á. Hay là mình gần đến cây đại thụ rồi? Tụi mình đi hết cả ngày rồi. Hay là ngồi xuống chút đi. Thôi được, tụi mình nghỉ chân một chút để lấy sức đi tiếp. Ê Tí. Hả? Mà tôi đói bụng quá à. Hay là ông lấy cây sáo thần này ra để ước có một bữa cơm ngon đi, chứ bữa giờ tôi không có bữa nào no hết trơn á. Không được, anh quên lời dặn của xà tỷ rồi hay sao? Đúng đó, nhưng cây sáo chỉ dùng trong lúc bất khả kháng, không được dùng trong tư lợi cá nhân, như vậy sẽ không có linh nghiệm. Ủa, vậy nếu mọi người chết đói hết thì tụi mình còn cơ hội để sử dụng cái sáo thần nữa không? Thôi mà tụi bay bảo thủ quá. Cứu, tôi bị dính bẫy rồi. Cứu. Cho chừa cái tội dùng cây sáo trong việc tư lợi cá nhân nè. Sợ chưa? Thôi, được rồi. Bây giờ cứu tôi ra khỏi cái bẫy trước đi. Chứ mất công, chưa tìm được cây thần, tôi biến thành phế nhân rồi đó. Anh nhấc chân lên đi. Yeah.
Nếu cứ đi như thế này thì mãi sẽ không tìm thấy được cây đại thụ đâu. Nhưng mà chân anh lượm đang bị đau mà, muốn đi nhanh cũng không được. Ai biểu cái tật ham ăn, mới đói có chút xíu thôi là nghĩ đến đồ ăn rồi. Có đồ ăn ngon là ăn luôn, nên mới thành ra như vậy đó. Vậy anh cản trở lộ trình của mọi người đúng không? Thôi được rồi, mọi người cứ đi đi, bỏ anh lại một mình. Khi nào anh khỏe anh đi đại. Không, ý em không phải vậy đâu. Thôi đừng cãi nhau nữa. Đây là thử thách của chúng ta. Chúng ta mà không vượt qua được yêu cầu của xà tỷ á, thì cả làng của chúng ta sẽ chết dưới tay tên quy dữ. Ông ơi, sao ông lại lạc trong khu rừng này vậy? Ta bị quỷ dữ bắt tới đây, hắn muốn hút hết linh khí của ta. Do công phu ta rất mạnh nên ta mới chạy thoát hang ổ của loài quỷ dữ. Vậy là tên quỷ dữ đang giam giữ các linh hồn để hút linh khí của họ, phải không ông? Đúng như vậy. Quỷ dữ rất là tàn ác, hắn muốn cai quản cả muôn loài và loài người nếu như hắn có đủ sức lực. Như vậy thì ông làm sao để thoát khỏi sức mạnh của tên quỷ đó? À, ta là một pháp sư, ta cũng đánh với hắn nhiều năm, nhưng sức mạnh của ta không đánh lại hắn. Vậy làm sao để có thể chiến thắng được tên quỷ và giúp mọi người thoát khỏi thảm họa này? À, lưu truyền trong nhân gian có một cây sáu thần. Chỉ có sáu thần kia mới đủ sức mạnh chiến thắng quỷ dữ. Coi chừng tên đạo sĩ kia là do quỷ sai khiến để dụ dỗ chúng ta đó. Ông ta vừa đánh nhau với quỷ còn bị trọng thương, sao anh lại có thể nghi ngờ những người tu hành như vậy được chứ? Nhưng mà nhìn hắn. Ông ơi, ông có sao không? Tụi con sẽ giúp ông. Không thể. Vì quỷ dữ đã hút hết linh khí của ta nên mạng của ta không thể giữ được lâu. Chỉ có cây sáo thần mới có sức mạnh cứu được ta, nhưng đó chỉ là trong truyền thuyết. Ha ha ha, ông đừng lo, tụi cháu đang giữ cây sáo thần, không giống như trong truyền thuyết người lớn thường kể. Vậy thì các con hãy đi tìm quỷ dữ và hãy tiêu diệt hắn để cứu nhân gian thoát cảnh nguy nạn. Đừng bận tâm đến lão. Không được, lão nô đã dặn chúng cháu, thấy chết mà không cứu không phải là anh hùng. Hỏi cây sáo thần, hãy hút hết nọc độc trong người ông lão ra. Đúng là một lũ trẻ con kênh kiệu và hống hách. Cảm ơn các người, từ nay ta đã có sức mạnh của sáu thần rồi, không ai địch lại ta đâu. Cẩn thận. Anh lượm. Muốn cứu mạng người anh em của các ngươi, sáng ngày mai nhớ đem cây sáo đến gốc cây cổ thụ cho ta. Nếu mà không đến thì đừng trách ta độc ác. Anh lượm ơi. Dạ thưa ngài, bây giờ mình làm cái gì? Hay là cắt tiết cái thằng nhóc này để mà là trừng trị cho cái đám nhóc kia? Khoan, cứ bình tĩnh. Khi nào ta có được cây sáo thần trong tay thì cho tụi nó chết chung cũng đâu có muộn. Dạ. Thì ra ông là người đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi về với hắn để làm hại loài người. Rồi sao? Bán linh hồn rồi sao? Câm miệng, nín, nói cái là chết liền. Ông đã sai, không biết sửa, còn lắm lên. Hỗn lao hả? Có tin ta cắt tiết liền bây giờ hay không? Dừng tay lại, đừng để tụi bạn nó thấy nó bị thương. Nếu như chúng ta không có được cây sáo thần thì cả ta và ngươi đều tan tành theo mây khói. Tại sao anh không dùng phép thuật từ cây sáo để cứu anh lượm? Có phải thường ngày anh lượm hay lấy đồ của anh nên anh ghét lượm để lượm làm mồi cho quỷ đúng không? Tại sao Mận lại nói tôi như vậy chứ? Tại lúc đó tên quỷ dùng chiêu trò nên tôi mới trả tay không kịp. Cũng tại Mận cứu tinh hắn là một tên đạo sĩ tốt bụng
nên tôi mới tin theo. Ý của anh Tý á là anh không có lỗi gì hết, có đúng không? Một mình tôi có lỗi nè, tôi một mình đi cứu anh Lượm cũng được nè. Các bạn phải hợp sức để chống lại quỷ dữ. Cây sáo thần tuy là có phép thuật, nhưng nếu các bạn không đoàn kết với nhau thì cây sáo sẽ mất hết năng lực. Cảm ơn xà tỷ đã nhắc nhở, tụi em sẽ ghi nhớ lời khuyên của tỷ. Nhưng loài quỷ chúng ranh ma quỷ quyệt đó, làm sao em có thể cứu Lượm và các linh hồn kia? Hãy tìm cách để tên quỷ có thể uống được nước ở đầu suối, sau đó thổi nên khúc nhạc yêu thương, để trái tim đen của hắn có thể tan thành nước. Chỉ có cách đó chúng ta mới có thể tiêu diệt được quỷ dữ. Hãy nhớ là dùng tiếng sáo của mình để tiêu diệt được trái tim đen của quỷ dữ. Tại sao giờ này tụi nhỏ vẫn chưa mang cây sáo thần đến đổi thành đánh con này về? Các bạn của ta sẽ không bao giờ bị các người điều khiển đâu. Cầm, mở miệng ra một lời nữa là ta cắt cái họng liền. Nè, tên thợ săn. Dạ, có thần. Mấy ngày nay, ngươi có tìm được những linh hồn nào yếu đuối cho ta không? Dạ thưa ngài, thật sự ở trong rừng không còn một linh hồn yếu đuối nào hết thưa ngài. Nếu như mà ngươi không tìm được, thì ngươi sẽ là người thay thế đó. Dạ. Dạ, tôi sẽ đi tìm những linh hồn yếu đuối như ý của ngài mong muốn. Đi ngay đi. Dạ. Không được hại anh em ta. Cuối cùng các ngươi cũng đã đến. Hãy mau đưa sáu thần cho ta. Nhưng mà ngươi phải thả bạn ta ra trước. Tính mạng của bạn ngươi đang nằm trong tay của ta. Mau đưa cây sáo thần cho ta. Mau đưa cây sáo thần cho hắn. Mau lên anh Tý. Nhanh lên, đưa cho hắn đi. Đưa lẹ lên. Hỡi cây sáo thần, từ nay ta mới chính là chủ nhân của ngươi. Ngươi hãy biến tất cả mọi thứ xung quanh thành cây cỏ hết. Hồ biến. Tại sao? Các ngươi đưa cây sáo giải cho ta hả? Ha. Vậy là ngươi biết một mà chưa biết mười rồi. Muốn cây sáo thần làm theo lời thì mỗi lần như vậy phải uống một ngụm nước từ con suối. Nước từ con suối dùng để nuôi cây linh thiêng, nó nói cũng có lý. Lão thợ săn. Dạ. Mau đi ra đầu suối lấy nước về đây cho ta. Dạ. Không cần đi xa đâu, tôi đã có sẵn rồi. Mau đưa đây cho ta. Chu đáo. Ta có cảm giác như cơ thể của ta đang lớn dần lên. Tại sao vậy? Tại sao ta đau tim quá vậy? Các ngươi cho ta uống nước gì vậy? Anh Tý, mau lấy lại cây sáo thần, thổi lên khúc nhạc yêu thương. Được. Đây là cây sáo nè tụi con. Tên thợ săn, thì ra ngươi là kẻ phản bội. Ngài lầm rồi. Dẫu sao thì ta cũng là một con người, ta cũng có trái tim, cũng có những dòng máu đỏ. Ta cũng được may mắn, các em nhỏ này đã thổi cho ta nghe một khúc nhạc thần kỳ, cho nên linh hồn ta đã trở lại. Còn ngươi, ngươi có một trái tim đen đại diện cho sự ác độc. Vĩnh viễn ngươi sẽ không bao giờ tồn tại. Vĩnh viễn ngươi sẽ không bao giờ tồn tại, nghe rõ chưa? Và bây giờ đây, ngươi hãy xem kết cục của ngươi. Thợ săn. Và bây giờ tới phiên các ngươi sẽ chết dưới tay của ta. Tý, mau thổi lên khúc nhạc yêu thương. Được. Khúc nhạc yêu thương khi lũ quỷ nghe sẽ tan thành nước. Tại sao các ngươi lại biết điểm yếu của ta? Tình yêu thương vốn dĩ tồn tại vĩnh hằng trên thế gian, còn loài quỷ các ngươi thì ngược lại. Hãy biến khỏi thế gian và trả lại cho dân làng chúng ta một cuộc sống bình yên. Chúng ta đã tiêu diệt được tên quỷ dữ. Nhưng sao các linh hồn trong gốc cây vẫn không thoát ra? Chúng ta thử lấy nước suối để tưới vào cây linh thiêng xem.
Thì ra cây linh thiêng cũng cần nguồn nước yêu thương đến từ con suối. Vậy các linh hồn yếu đuối ở nơi đây cũng cần dòng nước yêu thương ấy để giải thoát và chuyển sinh. À, anh biết rồi. Mọi vạn vật cho nhân thế phải cần có tình yêu thương thì mới có sức mạnh để tồn tại. Cũng giống như hành trình của chúng ta, nếu thiếu tình yêu thương và đoàn kết, chúng ta cũng sẽ không vượt qua những thử thách. Mình về làng thôi, mọi người đang đợi chúng ta. Vậy chúng ta không cần hai lá thuốc mang về cho lão nô nữa hả? Nếu như đã có cây sáo thần cộng thêm tình yêu thương của chúng ta thì mọi bệnh tật sẽ tan biến. Vậy chúng ta đi về thôi. Cho mời ngài xem qua. Sao ít vậy? Dạ bẩm quan, năm nay hạn hán kéo dài dẫn đến mất mùa, dân làng không đủ tiền để nộp thuế, cho nên họ chỉ nộp đủ một nửa. Ta nói cho người biết, không đủ tiền nạp thuế thì phải tịch thu nhà cửa ruộng đất của nó bằng bất cứ mọi cách, phải bắt nó nạp cho đầy đủ số thuế, nghe rõ chưa? Dạ xin quan hãy suy xét lại. Hiện tại bây giờ dân chúng đang lầm than rất nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thần sẽ e rằng lòng dân sẽ phẫn nộ. Ngươi dễ bị dụ quá. Chỉ cần nghe người ta than thở vài câu là ngươi động lòng rồi. Ta nói cho ngươi biết, là người dân phải có trách nhiệm nạp thuế cho đầy đủ. Nếu không nạp thuế đầy đủ thì bắt giam hết cho ta, nghe rõ chưa? Nhưng thưa quan, không nói nhiều, bây giờ ta cho ngươi 3 ngày để thâu lại số thuế còn thiếu. Nếu mà quá hạn 3 ngày mà không đủ thì ngươi cũng sẽ bị trừng trị. Đi, nghe rõ chưa? Tuân lệnh. Chuyện có chút xíu mà làm không được, đúng là vô dụng, sống cho chật đất. Làm ơn đi, tôi năn nỉ hai cậu làm ơn cho tôi xin lại vài đồng tôi mua gạo cho cả nhà tôi. Tôi lại mấy cậu mà, tôi lại cậu, làm ơn. Làm ơn đi mấy cậu, để lại cho tôi vài đồng để tôi có tiền mua gạo cho nhà tôi ăn đi mấy cậu. Ôi, nhà bà ăn gì là chuyện của nhà bà, bọn ta chỉ thu thuế theo lệnh của quan thôi. Đi mập. Ừ. Mấy cậu ơi, tôi lại mấy cậu mà. Trời ơi, thật là ác nhân hắc đức mà. Bà có sao không bà? Năm nay hạn hán thất mùa, gia đình tôi không có tiền nộp thuế. Hôm qua sư gia có đồng ý cho nhà tôi thiếu lại phân nửa, nhưng mà không biết sao mà hôm nay binh lính lại tịch thu hết, lấy hết tất cả số tiền còn lại của nhà tôi luôn rồi cậu ơi. Nếu mà không có số tiền đó thì nhà tôi sẽ chết đói cả năm luôn cậu ơi. Lão quan tri huyện ấy thật là độc ác mà. Dân chúng thì đói khổ, không mở kho lương phát chẩn thì thôi, vậy mà còn thu thêm tiền thuế. Cậu đừng có nói quan như vậy. Cậu nói quan như vậy là cậu mang tội luôn đó. Cháu không có sai, cháu không sợ. Là quan phải yêu thương dân chúng, sao có thể nhẫn tâm dơ dét của cải của họ được. Ông ấy là quan phụ mẫu mà, quyền cao chức trọng nhất vùng này, còn mình là dân thấp cổ bé họng. Ông có làm cái chuyện gì thì mình cũng đâu có làm cái gì được ông đâu cậu. Cháu ở đây còn được ít tiền, bà cầm lấy, bà mua lương thực cho gia đình. Không, không thể được đâu. Tôi sao lấy tiền của cậu được. Bà cầm đi, cháu còn trẻ mà, cháu có thể vào rừng đốn củi kiếm tiền. Với lại cháu ở có một mình nè, ăn uống thì chẳng bao nhiêu. Cháu nghĩ là bà cần số tiền này nhiều hơn cháu. Tôi cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều. Cậu đúng là một chàng trai thiệt là tốt á. Thế nào cậu cũng được phước báo. Giúp được bà là cháu vui rồi. Còn chuyện phước báo
cháu chưa dám nghĩ tới. Cháu đi trước nha. Cảm ơn cậu. Tạm biệt bà. Tạm biệt cậu. Cô ơi, cô, cô ơi. Hình như có tiếng một đứa trẻ. Cô em với. Chim. Chim mà cũng biết nói hả? Không lẽ là yêu quái? Thôi kệ nó đi. Đừng có đi mà anh. Cứu em đi. Em khát nước quá, cho em miếng nước đi. Dù sao nó cũng là một sinh mạng. Cảm ơn Quỳnh. Em là... Em chính là chú chim nhỏ mà anh đã cứu. Em giống dĩ là chim ở xứ sở châu báu, nhưng mà vì ham chơi nên em bị lạc vào đây. Em là chim thần. Hèn gì em biết nói, còn quá hình thành người nữa. Ồ, biết. Trời ơi, lần đầu ta thấy được nhiều vàng như vậy luôn á. Để cảm tạ ơn của anh, xin anh hãy nhận hai rương vàng này. Không, số vàng này nhiều quá, ta không thể nhận. Ở xứ sở châu báu của tụi em, vàng chỉ là một thứ rất bình thường. Nếu như anh không nhận, em sẽ cảm thấy áy náy lắm. Nếu em đã nói như vậy thì số vàng này ta nhận. Vậy em yên tâm rồi. Bây giờ em phải về đây. Mỗi năm vào ngày này em sẽ về để thăm anh. Tạm biệt. Tạm biệt em, chim nhỏ. Dạ bẩm đại nhân. Có chuyện gì? Dạo gần đây có một gã thiều phu nghèo, nhưng lại có rất là nhiều vàng, thậm chí còn nhiều hơn ngày. Chuyện đó có thật không? Dạ hoàn toàn là sự thật ạ. Thậm chí hắn còn mang về đi phát cho dân làng. Một tên tiều phu khố rách áo ôm mà lại có một số vàng lớn như vậy để phát cho dân chúng. Vậy thì lập tức bắt hắn về đây để cho ta tra hỏi. Nếu số vàng đó hắn ăn trộm của ai thì lập tức số vàng đó sẽ thuộc về ta, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Cái thằng này quỷ số. Ngươi là một tên tiều phu khố rách áo ôm, lấy vàng ở đâu ra thiệt nhiều mà phát cho dân chúng? Thật ra ngươi ăn trộm số vàng đó ở đâu? Nói. Không, tôi không có ăn trộm. Ngươi nghèo rớt mồng tơi, lấy vàng ở đâu ra mà phát cho dân chúng? Tôi... Nếu như ngươi không nói thật, ta sẽ lập tức chém đầu ngươi liền. Là do một chú chim nhỏ đã tặng cho tôi ạ. Chú chim nhỏ? Quan đường. Ngươi làm như ta là con nít vậy. Thực ra chuyện đó là như thế nào? Nói. Những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Chú chim nhỏ mà tôi đã cứu không phải là chim thường, mà là chim thần đến từ xứ sở châu báu. Chim có nói rằng vàng là một thứ rất bình thường ở xứ sở ấy, nên vì thế đã tặng cho tôi rất nhiều. Được, vậy nghe cho rõ đây. Ta cần con chim đó, ngươi lập tức mang nó đi về đây cho ta. Dạ không được quan. Chim nhỏ đã quay về xứ sở của nó. Xin quan hãy tha cho chú chim nhỏ. Tôi sẽ lấy toàn bộ số vàng còn lại dâng cho ngài ạ. Ta cần số vàng ít ỏi đó của ngươi để làm cái gì? Thứ ta cần bây giờ là một con chim nhỏ có tài phép biến ra thiệt nhiều vàng. Ngươi nghe lời ta nói, mau mang nó về đây cho ta. Nếu không thì ta sẽ giết ngươi đó. Được, thảo dân có thể mang chim thần đến gặp đại nhân với một điều kiện ạ. Điều kiện gì? Nói. Sau khi gặp chim thần, ngài phải mở kho lương cứu tế cho dân làng ạ. Được, ta hứa với ngươi. Đi lẹ lẹ lên coi, cứ lề mà lề mề làm hư hết chuyện của quan. Hai vị huynh đệ có thể cho ta về nhà một chút được không? Ê, về nhà mày làm gì? Có vàng không vậy? Có. Ăn uống suốt ngày, tối mày đã mập như con heo rồi, hư hết chuyện của quan. Về nhà ngươi để làm gì? Nhà của ta có cất một rương vàng. Bây giờ phải đi xa, ta sợ bỏ vàng ở nhà không an toàn. Hay là hai người cho ta về nhà đi, ta sẽ chi một nửa vàng cho hai người. Ê, xích rồi coi. Vậy giờ mày ở đây nha. Tao ở đây rồi mày đi đâu? Tao đi về. Mày về làm gì? Báo quan. Mày khùng á. Ừ. Vàng này là nó chia cho hai đứa mình, sao bỏ quan được? Đúng rồi. Đi, vậy thì đi. Chúng ta sẽ đưa ngươi về nhà. Nhanh lên. Bỏ lên. Nhanh lên đi.
À, khoan, mời hai vị qua đây ngồi để mà dùng tạm tí nước. Ừ, nhanh đi. Mập. Dạ, mời hai vị dùng. Hai vị ngồi đây đi, ta vào lấy vàng rồi ta ra. Nhanh đi. Nè mày uống thêm đi, tao thấy mày khát nước đó. Rót đi. Sao lâu quá bả chưa ra nữa mày? Mày thử đi vô kiểm tra coi. Để tao. Ê ê, nó đâu mất tiêu rồi? Kiếm nó đi, mày còn hỏi tao nữa. Rồi. Ôm, nó chạy đường này nè, hướng này nè. Đuổi theo. Ừ. Ta không biết xứ sở châu báu ở đâu. Cứ đi như vậy cũng vô ích. Chàng trai trẻ, bộ có tâm sự hả? Con đang gặp phải một chuyện rất là đau đầu. Con có thể nói cho ta biết, biết đâu ta có thể giúp con thì sao? Tên quan tri huyện muốn con đến xứ sở châu báu để bắt chim thần về cho hắn. Nếu mà không làm được, sẽ bị chém đầu. Nhưng con không biết xứ sở châu báu ở đâu cả. Con muốn bắt chim thần thật sao? Không. Chim thần có hẹn với con, năm sau sẽ quay lại thăm con. Con chỉ sợ tên quan tham lam đó nhân cơ hội này sẽ bắt đi chim thần. Con muốn đến đó để thông báo cho chim thần, để mà chim thần biết cảnh giác. Con không sợ tên tham quan đó sẽ giết con sao? Chỉ cần con trốn khỏi nơi đây thì hắn sẽ không tìm được con. Khá khen cho tấm lòng nhân hậu, không tham sống sợ chết của con. Con mau bước vào xứ sở châu báu đi. Con cảm ơn bà, con đội ơn bà. Đẹp thật. À, ân nhân cứu mạng, sao anh lại ở đây? Ta đến để báo tin cho em. Quan tri huyện muốn bắt em, cho nên là sau này em đừng quay lại xứ sở của ta nữa. Nhưng mà tại sao ông ta lại muốn bắt em đi? Hắn ta muốn em biến vàng ra cho hắn. Vậy nếu anh không bắt được em thì sao? Thì ta sẽ bị chém đầu. Vậy anh cứ giao em cho hắn để anh không bị chém đầu. Không được. Sao ta có thể vì mạng sống của mình mà tước đoạt đi sự tự do của em? Em yên tâm, sau khi anh thông báo tin xong á, thì anh sẽ rời khỏi làng. Còn hắn ta sẽ không bao giờ tìm được ta đâu. Nếu ông ấy thích vàng như vậy thì tặng cho ông ấy thôi. Nàng là... À, đây là công chúa Vân Nguyên, ở xứ sở châu báu của em. Chào công chúa, ta là Thiên Lâm. Thực ra trước khi công tử tới đây, ta đã biết toàn bộ câu chuyện thông qua dòng suối tiên và thỏa thuận của công tử với quan tri huyện. Chỉ cần đưa chim thần về và biến cho ông ấy vài rương vàng thì ông ấy sẽ mở kho phát gạo cho dân làng. Nhưng ta sợ tên quan tham lam kia sẽ ép chim thần biến ra vàng cho hắn. Thì biến thôi, vài rương vàng thôi mà, xứ sở của ta thiếu gì vàng. Bẩm đại nhân, đây là chim thần. Con là chim thần à? Đúng không? Mau thổi ra vàng cho ông lẹ lên. Biết. Nhiều quá, quá trời vàng. Thưa đại nhân, Thảo Dân đã mang chim thần đến gặp ngài. Chim thần cũng đã biến ra vàng. Giờ xin đại nhân hãy thực hiện lời hứa của mình, mở kho cứu tế. Cái gì? Ta hứa với người hồi nào? Đại nhân có hứa ạ? Hứa cái gì? Đại nhân có hứa sau khi gặp chim thần sẽ mở kho cứu tế cho dân làng. Ai làm chứng? Vậy là đại nhân không giữ lời hứa. Tôi sẽ mang chim nhỏ trở về xứ sở kho báu. Đừng hòng. Người đâu, mau giao đứa nhỏ lại cho ta. Quỳ xuống. Đại nhân, ngài không thể nào làm như vậy được. Ta nói cho người biết, ta là quan phụ mẫu ở đây. Ta muốn làm gì là quyền của ta. Người chỉ là một sư gia quèn thôi, có tư cách gì mà lên tiếng? Dạ bẩm đại nhân, hồi nãy con có nghe chim nói
chỉ cần thổi nhẹ một cái là có hai rương vàng. Có lẽ là trong bụng của nó còn đang rất là nhiều vàng. Hay là ta mổ bụng của nó rồi lấy hết số vàng còn lại. Ý kiến hay. Đem thằng nhỏ ra ngoài sân mổ bụng nó cho ta. Dạ. Anh Thiên Lâm. Ê, chim nhỏ, đi mày. Cứu em. Ê, chim nhỏ. Xin đại nhân khoan hồng, dù gì nó cũng là một đứa trẻ mà đại nhân. Tôi xin ngài, tôi lại ngài, ngài hãy tha cho chim thần đi. Dạ bẩm đại nhân, mọi chuyện đã xong, bên trong không có gì cả. Không có gì hết trơn à? Trời ơi, thiệt tình. Biết như vậy thì đâu có làm chuyện đó ra làm cái gì. Để cho nó sống nó thổi ra thiệt nhiều vàng. Trời đất ơi, tại sao ta khờ vậy không biết nữa. Ta nhớ lại rồi, ta chấp nhận điều kiện của ngươi. Như đã nói, phát gạo cho dân làng. Nhưng ta muốn ngươi đưa ta đến xứ sở châu báu. Công chúa Vân Uyên, sao người xuất hiện ở đây? Chim thần của ta chết rồi có phải không? Tất cả là lỗi của ta. Không, là lỗi của ta. Bởi vì ta quá xem nhẹ lòng tham của con người. Nếu ta không bảo chim thần đi theo huynh thì đã không chết. Tình quan tri huyện ép ta dẫn hắn đến xứ sở kho báu. Nhưng công chúa yên tâm đi, ta sẽ rời khỏi làng, để hắn mãi mãi không bao giờ tìm được ta nữa. Nếu như hắn muốn đến thì cứ cho hắn đến đi. Ý công chúa là... Bây giờ làm sao? Ở trong nhà mình không còn cái bao nào hết trơn hết trọi. Tự nhiên bây giờ cái chuyện nó vui quá, làm mình không nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi. Nó làm cho mình hồi hộp quá trời. Sao giờ này nó vẫn chưa tới nữa? Ây, chờ người quá trời quá đất luôn. Bây giờ mình đi được rồi ha? Dạ. Quân đâu? Dạ. Chuẩn bị xe ngựa lên đường. Không, không ngài. Tại sao lại ngài không? Ngài chỉ nên đi một mình. Tại sao ta lại đi một mình? Vì nếu ngài đi đông người mà nhiều người ấy biết đến xứ sở châu báu thì tôi sợ họ nổi lòng tham lấy hết vàng bạc bên trong. Nơi kỳ diệu như vậy, ngài chỉ nên đi một mình. Có lý. Có lý, được rồi thì đi một mình. Trời ơi, đi một mình có người dẫn đường mà. Đây. Dạ, mời ngài. Đi một mình thì được chứ gì. Đi lẹ lên. Ngài đi cẩn thận, đi lẹ lên ngài. Xích ra. Vàng quá trời vàng, không có gạt. Cẩn thận ngài ơi. Trời ơi, quá trời vàng. Quá trời đẹp luôn á. Vàng ơi vàng. Ngài đừng có nôn nóng, vàng đang ở đây. Dạ bẩm ngài, đây là công chúa Vân Uyên của xứ sở châu báu. Giếng này một năm mở một lần, ta sẽ đưa ngài tới đó. Dưới đó rất nhiều vàng, ngài muốn lấy bao nhiêu cũng được, nhưng lấy vừa đủ thôi. Nặng quá ta và Thiên Lâm không kéo lên nổi đâu. Và ngài cũng canh thời gian, bởi vì khi miệng giếng đóng lại thì một năm sau mới mở cửa ra lận. Cô dẫn ta tới đó, ta xuống dưới giếng, ta muốn lấy bao nhiêu là tùy thích đúng không? Đúng nhưng vậy. Mà hồi nãy cô có nói rõ ràng là khi xuống dưới đó là phải lấy vừa phải rồi trở lên liền. Bởi vì cái giếng đó một năm chỉ mở ra một lần thôi đúng chưa? Đúng ta nghe vậy. Lời cô rồi, cô yên tâm, ta sẽ làm đúng theo lời của cô. Bao nhiêu đây không có bằng chỗ đó. Dẫn ta dạ, xuống dạ. Đi lại đó liền. Cẩn thận Quang ơi. Tới chưa? Sao nãy giờ đi tới đi lui hoài mà không thấy tới. Tới chưa? Có vàng có bạc nữa nè. Quá trời, có ngọc nữa nè. Vậy bây giờ coi như lấy cái chỗ này được rồi đúng không? Ông yên tâm, ở dưới giếng còn nhiều gấp vạn lần trên đây. Tôi hù làm gì có vàng dưới đó mà gấp vạn lần. Nè, không có gạt ta nghe. Ta không có gạt ông. Ở trên đây còn nhiều như vậy, ở dưới đương nhiên phải nhiều hơn rồi. Chắc chắn là không gạt ta đúng không? Rồi thả dây xuống, ta xuống. Gạt ta là chết. Thả đi. Từ từ. Cẩn thận Quang ơi. Rồi từ từ, làm gì gấp dữ vậy? Ha.
phải bám vô cái tường mới xuống được chứ. Khoan, từ từ. Thả dây đi. Xuống nữa. Trời ơi, đúng là quá trời quá đất luôn. Dở thiệt á. Hồi nãy không nói cho ta biết là ở dưới này nhiều. Để ta đánh xe ngựa tới. Bây giờ nhiều quá làm sao mà lấy cho hết hả? Nè, ngài lấy vừa vừa thôi nha. Ngài lấy nhiều quá, bọn ta không kéo ngài lên nổi đâu. Ờ, chờ chút nghe. Quá trời quá đất luôn. Đây vàng đây, ngọc đây. Nè, ngài canh thời gian đó. Miệng giếng mà đóng lại, một năm sau mới mở ra lận. Chờ chút nha, nhiều quá. Ngài lấy xong chưa? Tôi kéo ngài lên nè. Ừ đã. Xong chưa? Giếng sắp đóng lại rồi. Rồi từ từ chờ chút xíu. Chuẩn bị đi, xong rồi, gần xong rồi. Ôi, nhiều quá. Rồi, kéo lên đi. Cái gì vậy? Ngày nặng quá tôi kéo không nổi. Vậy hả? Bỏ bớt lại hả? Để coi có cục nào không. Trời ơi, bắt bỏ bớt lại. Tạm biệt. Một cục rồi đó. Tôi kéo ngài lên nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao nó tuột hoài vậy? Đau nha. Ngài đã bỏ chưa? Bỏ rồi, bỏ mấy cục rồi. Ngài bỏ xuống đi, miệng giếng sắp đóng lại rồi. Thì tao muốn lên đây nè, mày kéo lên đi. Kiếm vài người nữa kéo lên đi. Ê, sao tự nhiên nó từ từ nó tối lại vậy? Không muốn chết thì đừng có tham lam. Lúc nãy tao nói ngài lấy ít thôi, kêu ngài bỏ xuống bớt ngài cũng không chịu. Kết quả này ngài xứng đáng được nhận lấy. Đúng là quan ích kỷ tham lam. Làm ơn cứu ta. Ta năn nỉ mà, đừng bỏ ta như này mà. Đừng bỏ ta như này mà. Hai người nói sao? Quan Tri Huyện bị nhốt rồi à? Dạ phải. Tên quan Tri Huyện ấy đã bị trừng phạt vì chính lòng tham của ông ấy. Ta chỉ hy vọng quan Tri Huyện lần này không phải là kẻ tham lam, để cho lòng dân được sống trong cảnh thanh bình. Cần gì quan Tri Huyện tân nhiệm, chính huynh cũng có thể trở thành quan Tri Huyện. Cô làm gì vậy? Ta dùng thuật che mắt để mọi người thấy huynh là quan Tri Huyện. Huynh sẽ là quan phụ mẫu của làng. Tôi làm sao mà làm quan Tri Huyện được? Từ đầu huynh đã là quan Tri Huyện, và huynh sẽ là một người quan rất tốt. Mọi chuyện đã được giải quyết, ta phải trở về xứ sở châu báu của mình. Công chúa quay về sau này có trở lại không? Ta sẽ không quay trở lại nữa. Vậy ngươi có muốn tới xứ sở châu báu không? Vị trí phu quân của ta vẫn còn đang trống. Nè, sao còn đứng đó? Chạy theo nàng đi. Tiểu Linh. Dạ. Ở nhà chơi ngoan nha con. Cha phải đi ra đồng làm việc đây. Cha ơi cha. Bữa nay cha ở nhà chơi với con một bữa được không cha? Không có được, cha còn phải ra đồng, còn nhiều việc chờ cha làm lắm. Nè, mình đem theo đi. Ừ, thôi cho đi nha. Dạ. Mẹ, bữa nay mẹ nhà chơi con một bữa được không mẹ? Không được đâu. Bữa nay á, mẹ có nhận qua dọn dẹp cho mấy hộ làng bên rồi. Tiểu Linh ngoan nha, mẹ sẽ ráng đi làm về sớm để chơi với con nha. Dạ. Thôi mẹ đi làm nha. Dạ. Ở nhà ngoan nha con. Cha mẹ lúc nào cũng nói về sớm, nhưng mà có bao giờ về sớm đâu. Cha mẹ lúc nào cũng đi làm, chẳng có bao giờ thèm ở nhà chơi với mình. Ta phải ra ngoài tìm niềm vui cho chính mình, không cần đợi cha mẹ nữa. Huh?
đâu. Hay là mình lạc vào rừng rồi. Có ai không? Có ai không? Có ai không? Cứu con với. Có ai không? Cha mẹ. Con bị lạc đường hả? Dạ. Nhà bà ở gần đây. Thôi thì con hãy theo bà đi về nhà bà, rồi sáng mai bà sẽ dẫn con tìm đường về nha. Con ăn đi. Dạ. À, mà nhà con ở đâu? Sao giờ này con lại dám đi vào rừng một mình? Dạ, nhà con ở Đằng Đông. Cha mẹ của con đi làm ở ngoài ruộng nên con đi tìm, nhưng không ngờ lại đi lạc. May cho con á là con gặp được bà đó. Chứ trong khu rừng này ban đêm á, có rất là nhiều thú dữ. Khuya xuống còn có sói nữa đó. Dạ, đa tạ bà đã cho con thức ăn. Bà chỉ đường cho con về nhà được không ạ? À? Giờ này ta thấy cũng đã xế chiều rồi. Mà con về ban đêm đường rừng thì rất là nguy hiểm. Hay con ở lại nhà bà một đêm nay, rồi sáng mai bà dẫn con về nhà. Dạ, nhưng con chỉ sợ là cha mẹ sẽ lo cho con. Sao con lại nghĩ là cha mẹ con sẽ lo lắng cho con? Nếu như cha mẹ con thật sự quan tâm cho con thì giờ này con đâu có đi lạc vào rừng như vậy. Bà nói không đúng. Cha mẹ của con chỉ ra đồng làm vất vả, không có thời gian chơi con thôi. Nếu con không tin ta, con hãy nhìn vào chiếc gương này. Con sẽ biết được cha mẹ của con có thật sự quan tâm đến con hay không. Trên đời này có món đồ kỳ diệu vậy sao? Đây là chiếc gương thần kỳ. Nó có thể phản chiếu những gì mà con muốn thấy. Con hãy nhìn vào nó và xem cha mẹ con có quan tâm đến con hay không. Gương ơi, hãy cho ta biết cha mẹ của ta hiện tại đang làm gì. Chị ơi, chị có nhìn thấy một bé gái cao tầm này không chị? Con bé nó có hai cái sừng trên đầu nè. Sáng giờ tôi không thấy. Không thể nào để mất Tiểu Linh được. Mình ơi, em không thể để mất Tiểu Linh được. Không có con bé, em không thể nào sống nổi đâu mình. Không ngờ cha mẹ mình lại lo lắng cho mình như vậy. Mình phải tự về nhà mới được. Cha mẹ của con đã thờ ơ với con như vậy, sao con lại còn muốn quay trở lại nơi đó? Lúc nãy con thấy mẹ con khóc rất nhiều. Cha mẹ của con đi tìm con khắp mọi nơi. Sau khi tìm con xong, cha mẹ của con sẽ trở lại cuộc sống, đi làm việc bình thường. Họ sẽ lại tiếp tục lạnh nhạt với con. Con thực sự là muốn sống lại những tháng ngày như vậy sao? Con không muốn. Con không muốn ở trong ngôi nhà vừa lạnh lẽo vừa cô đơn đó.
Nè con nghe lời bà, ở lại nhà bà. Bà hứa sẽ luôn yêu thương con, không có để cho con phải cảm thấy cô đơn. Con sẽ ở lại với bà. Con ngoan lắm. À, để bà vào đây bà. Bà có món quà này hay lắm, để bà tặng con nha. Con, đây là sợi dây tình cảm. Bất kỳ ai đeo sợi dây đó vào đều sẽ được yêu thương. Con cảm ơn bà. Con muốn nhận được sự yêu thương của cha mẹ và sự quan tâm. Con sẽ đi thăm cha mẹ rồi sẽ quay lại với bà. Tiểu Linh ơi, Tiểu Linh mình ơi, em có lỗi với con quá mình ơi, có lỗi với con quá mình ơi. Lúc có thì lại không biết yêu thương, lúc mất thì đi tìm. Tiểu Linh, Tiểu Linh con gái của mẹ. Hả? Tiểu Linh, bà đừng giả vờ yêu thương tôi nữa. Bà suốt ngày đi làm có thèm quan tâm tôi đâu. Có người mẹ nào mà vô tâm như bà không? Tại sao con như vậy? Tại sao con lại nói như vậy hả? Tôi nói không đúng sao? Ông cũng vậy mà. Ông suốt ngày đi làm có thèm ngó ngàng tôi miếng nào đâu. Tiểu Linh, Tiểu Linh con à, mình ơi, mình tại sao con có thể nói như vậy hả? Mình ơi, tại sao tao có thể dạy một đứa con ngỗ nghịch như vậy chứ? Ông cần dạy tôi sao? Con, hai vợ chồng á, suốt ngày cứ đi làm hoài, bỏ tôi thui thủi nhà một mình, có thèm quan tâm tôi đâu. Trời là trời, sao có thể nói những lời bất hiếu như vậy với cha mẹ được? Phải rồi đó, cha mẹ làm cũng gì á, muốn kiếm tiền để lo cho con thôi. Con bé này thiệt là ngỗ nghịch mà. Đúng rồi đó, con nhỏ mà bất hiếu rồi. Mọi người im hết đi, chuyện nhà tôi liên quan gì tới mấy người? Khổng dữ vậy. Trời ơi là trời, con nít mà dám dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với người lớn. Thôi đừng quan tâm chuyện nhà người ta nữa mấy bà, đi về thôi. Mọi người ơi, thôi đi về đi mọi người. Đi. Nít mà quá trời hổ. Con ơi, tại sao con lại thay đổi như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã tìm được người yêu thương tôi. Tôi đã tìm được chính niềm vui cho mình. Bây giờ tôi quay lại đây chỉ để nói là đừng bao giờ tìm tôi nữa. Tôi sẽ không quay trở về đâu. Con, Tiểu Linh, đừng bỏ mẹ mà con. Tiểu Linh. Mình ơi, mình ơi. Tiểu Linh ơi, mình hãy giữ con bé lại. Đừng đi để con. Nó đi. Tiểu Linh, Tiểu Linh. Mình ơi, giữ con bé lại. Mình ơi, mình ơi, mình ơi. Đừng lo, để cho ta xem mạch. Không sao đâu, vì có thể gặp nhiều oan ức, hơn nữa có chuyện buồn, cho nên mới ngất xỉu như vậy. Cảm ơn huynh. Mình ơi, mình ơi. Ta đứng từ xa đã nhìn thấy tất cả rồi. Con bé có lẽ bị ai đó điều khiển cho nên mới xảy ra như vậy. Tội nghiệp con tôi, cha mẹ chưa đủ ngân lượng để chữa trị bệnh tim cho nó, mà nay nó lại thêm một kiếp nạn nữa. Mình biết phải làm sao đây? Như vậy đừng lo, tôi có quen một vị đạo sĩ có thể giúp được chuyện này. Dạ, cảm ơn huynh. Ta đi. Đi, mình đi. Các ngươi đã đến rồi sao? Ngài cũng biết chúng tôi sẽ đến à? Ta đã sớm biết các ngươi sẽ đến đây để cần ta giúp điều gì. Con của các ngươi đã bị mụ phù thủy khống chế, làm mất đi tình thương. Để có thể hóa giải được nó, chúng ta cần phải sử dụng một loại phép thuật khác mạnh hơn. Trên đời này không gì có thể chiến thắng được bằng tình thương. Hai người có chấp nhận hy sinh để cứu con mình hay không? Dạ, dạ. Để cứu được Tiểu Linh bằng mọi giá, việc gì tụi con cũng làm hết. Con cũng vậy. Được, nếu đã như vậy thì ta sẽ biến các ngươi thành dòng ngũ sắc. Không có cách nào khác sao ngài? Chỉ có thể dùng tình yêu thương chăm sóc vị tha, chúng ta mới được thoát nạn và cứu lấy Tiểu Linh. Hai người
có bằng lòng hay không? Chúng không bằng lòng. Chào con. Ông là ai? Ta là một thương nhân. Ông tới đây làm gì? Ta đi ngang qua đây. Ta thấy con ở đây. Con có sợi dây đẹp quá. Con có thể đổi với ta được không? Không được. Tôi cũng rất thích sợi dây này. Vậy thì ông cũng thích sợi dây đó. Ông muốn đổi với con. Đây, con nhìn xem. Ta sẽ đổi với con bằng sợi dây ngũ sắc này. Đây, rất là đẹp, rất có giá trị. Con có bằng lòng đổi không? Được, tôi sẽ đổi với ông. Rồi, đổi nè. Đó. Con bé nó sao rồi huynh? Tôi e là rất khó. Chẳng lẽ huynh không còn cách nào sao? Có. Muốn trị căn bệnh này cần phải có những dược liệu quý hiếm mới cứu được. Trong đó phải có mai rùa ngàn năm, phải mài ra. Bao nhiêu tiền cũng được, miễn sao con bé nó khỏi bệnh. Là phu thê của đệ, làm gì cũng được hết. Không phải một ngày một bữa. Nếu trị bệnh này cần phải có thời gian rất lâu dài. Tôi chỉ e rằng nhị vị sẽ tốn rất nhiều ngân lượng. Không sao hết, vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm việc. Miễn sao vì Tiểu Linh, tụi tôi có thể làm được hết tất cả. Vậy thì tôi sẽ cố gắng giúp cho cô bé. Cảm ơn huynh. Cảm ơn huynh. Tôi về nha. Dạ. Thôi được rồi, hôm nay mình cũng đi làm cả ngày rồi, mình cần phải nghỉ ngơi. Đâu phải một mình ta mệt đâu, nàng ở nhà chăm con cũng rất là mệt mà. Chỉ cần Tiểu Linh khỏe lại, em có vất vả cỡ nào cũng được hết. Đó, con thấy chưa, cha mẹ con rất thương con. Tất cả những điều mà cha mẹ con làm là vì con, cha mẹ con hy sinh vì con. Con thấy chưa? Con sai rồi. Nhưng mà ông ơi, ông có cách nào cứu cha mẹ con thành hình người được không? Có. Nhưng mà rất nguy hiểm đó con à. Dù có nguy hiểm cách mấy thì con vẫn muốn cứu được cha mẹ. Con giỏi lắm. Nè, con nghe ông dặn nè. Bằng mọi cách, con phải lấy bằng được viên ngọc mà mụ phù thủy đang giữ trong người. Vì viên ngọc đó chính là tử huyệt của bà ấy. Chỉ cần con đập vỡ viên ngọc đó thì bà ta sẽ chết. Và nhớ rằng, phải làm việc này trước khi mặt trời lặn. Nghe rõ chưa? À,
Tiểu Linh. Dạ. Qua đây bà hỏi con. Dạ. Hôm nay có ai vô nhà mình hả? Dạ, dạ đâu có. Con đang làm gì vậy? Dạ con đang nấu cháo. Sẵn rồi xong con sẽ múc cho bà một chén. Con đúng là một đứa bé ngoan. Bà ăn đi cho nóng. Cảm ơn con. Dạ. Thì ra ngươi phản bội ta. Tại sao? Tại sao bà có thể tỉnh lại nhanh như vậy? Thuốc của loài người các ngươi không làm gì được ta đâu. Trả viên ngọc lại cho ta. Không, ta không trả. Ta không trả, ta phải cứu được cha mẹ của ta. Tại sao lại như vậy? Đây là sợi dây giả, sợi dây ma quái của bà. Tôi đã vứt đi rồi. Bây giờ tôi không còn nghe lời của bà nữa đâu. Kẻ vô dụng như ngươi có thể làm gì được ta đây chứ? Không, muộn rồi. Những kẻ phản bội ta chỉ có một kết cục. Dừng lại, dừng lại, chạy đi con. Chạy, không, con chạy đi. Con không thể bỏ lại ông một mình ở đây được. Con phải chạy, nghe lời ông, con không, chạy đi. Con không bỏ lại ông. Cha mẹ con đã hy sinh vì con phải sống, con nghe rõ chưa? Hôm nay hai ngươi không có ai có quyền được sống hết. Thả ta ra. Con chạy đi con. Chạy đi. Thả ta ra. Thả ta ra. Xin cha mẹ hãy ban cho con sức mạnh để đi diệt được bọn phù thủy độc ác này. Ba phù thủy độc ác, ngày tàn của bà đã tới rồi. Từ nay về sau, ta sẽ nhận con làm nghĩa nữ và truyền dạy nghề thầy thuốc, để con cùng với ta đi cứu giúp mọi người nha con. Tạ ơn cứu mạng của nghĩa phụ, con sẽ nghe theo lời giáo huấn của người. Con bé rất có năng khiếu về y thuật. Xin hai người hãy tin tưởng nơi tôi mà yên tâm chuyển thế. Xin cha mẹ hãy an lòng, con sẽ cố gắng theo nghĩa phụ học y. Sau này con sẽ tự chữa bệnh cho chính mình và hành y giúp đời, không phụ tấm lòng yêu thương và dạy dỗ của cha mẹ.